đến trần rồng răng máu đào chỉnh dê. Năm ngựa lại đá con dê, đất trần tràn ngã nhiều bề. Khỉ kia cũng bị xáo xào, cánh kia gà gai máu đào mới lên. Thảm khổ. Như là năm mẹo này khổ lắm ha chứ. Khổ lắm, tới năm mẹo khổ lắm mà bà con ơi. Gian lo cũng lại đi, cái cầu trời cầu Phật nha chú ơi. Cho cầu cho bá tánh vạn dân, chú đêm nào cũng cầu trời cầu Phật. Dạ. Cho dân chúng cả năm mà Covid-19 đó nó thể chứ chú mà. Tôi cúng giấy cầu trời cầu Phật cho bá tánh giá đức thầy ơi sẽ chỉ bìa độ cho dân làng. Quá khứ chết mà vô số kể. Dạ. Lúc đó tôi còn thảm thương mà tôi nằm mà tôi ngủ mà tôi cúng mà tôi đi đâu cũng đi hết. Nhưng mà thực tế không có đến đổi tôi mà, nhưng mà cúng giấy đức thầy ở đi đâu Quan Âm Bồ Tát cứu cho dân làng hết, mình cứu người mình giấy phải với mình giấy cho cầu xin bá tánh độ cho dân làng hết. Là lúc đó rồi mới được cái thê thảm này, lúc đó rồi trời tôi cúng dữ lắm chú ơi, tôi cúng mà bây giờ cũng cúng luôn, không phải mình nói lúc nào mình không cúng. Khổ vậy đó đức thầy mình chừng nào về hả chú? Bây giờ tới tôi nói với chú đó nghe, đó là tới ngày đức thầy về là chết vô số kể, chết đi ra kiểu này. Thấy về á là coi như là cầu trời giúp đó, là trong cái cuốn mình trình của thầy đó chỉ dạy là tát nước là về tại kè của đình đó. Yeah. Là uống nước, là uống mà cho bút ca ca uống mà không kịp là tát đúng đâu là hết tỉnh cái đó, là chết còn có ai ba bạn. Chết vô số kể, tôi còn quẹo chết đi ra. Thầy chứ như là 5 năm 6 tháng cơ hàng cái là phải là mình hết 3 năm rồi phải không? 3 năm. Là còn 5 năm, còn 2 năm nữa. Đây chứ sao. Còn... Dạ. Là nó kéo dài luôn hả chứ? Kéo dài luôn. Nhưng mà điều ai có tu thì còn sót mình thấy những cái công đức mình còn. Sau này thê thảm bảo thật. Thảm với cô ngày nay có mấy mà sợ mai sao dần tai hồn. Cái gì mình bay hồn chứ? Cái đó là sao này thấy mà ghê gớm, chưa thấy tưởng tượng. Dạ. Rồi thấy chết mà thấy đầm đìa lúc đó gắn quanh teo hẳn. Thê thảm. Vậy là bây giờ tu có còn sống được ha? Mình tu cũng bây giờ cũng kịp chứ không? Mình tu thì ta nói đổi xác thật, đổi xác mà thay hồn, xác mắt mà hồn cũng còn. À vậy là cái người tu vẫn chết nhưng mà phải cứu về. Dạ cứu về, có hồn là còn được đứng lên nó chết, còn xứng đáng đúng. Còn người không tu thì chứ không tu thì xa địa ngục xuống. Bà Phật là đất ha. Phật có nói là xa địa ngục xuống. Có nói là xuống diêm đình thay tội hỡi ôi sầu ba tanh qua nên tiếng cách. Cái người mà không tu đến đó rồi mới biết. Chứ bây giờ nó hung hăng nói ra là tàn xung quanh đâm chém. Mà tới giờ đó rồi mới biết. Chú đi bán nhang vậy chú có phiền người ta tu ăn chay niệm Phật không? Dạ. Chú đi bán nhang vậy chú có phiền? Phiền gặp người mà quá. Vậy chứ tôi nói với chú nè, cái người mà xăm mình mà gặp tôi nể đó. Tôi nói chuyện mà nể. Mình nói cái tâm lý mà tôi trước là có người cũng học. Dạ. Mà tôi nói chuyện người ta tôi nể. Bởi người ta nể tôi. Nói nặng mình phiền. Anh em ơi dám là tôi nhiều khi người hung dữ mà lại đánh đập vợ con rồi đó, rồi bạo lực gia đình đó, tôi phiên mà cũng nhiều khi phải lắng lặng cái đó là mình cái kiểu phiên nặng người ta đó. Chứ còn nhiều khi bạo lực gia đình, con cái trong gia đình lỡ xa tay đồng nghiệp cho nó rồi mình phải cầu tội mấy chú ơi, nói phiên lên vậy đó cái đầu đó nha, phải nói công nhận. Bây giờ mình tu ăn chay làm hiền kịp ha? Kịp vẫn kịp. Tu đâu có gì đâu mà không kịp. Ban đêm chú ngủ niệm Phật hoài. Đến cái lúc mà chú mòn mỏi chú ngủ thôi. Dạ. Là cái thức giấc nó sát. Sát thân giấc ngủ của mình đó là ngủ thôi. Còn mình bình thường sống mình giờ phút nào đi đâu đi đứng nằm ngồi Phật như vậy. Đi đứng nằm ngồi chẳng có sai. Không tạo giờ gì đó niệm Phật này. Phải dám nữa. Cầu xin Đức Phật Sư Lai mà. Chú bán nhang này là cái duyên nào mà đưa chú đi bán nhang á? Tôi nói thì với chú luôn. Tôi mới dán đâu trên cái máy đó. Thì mình mua cái máy bán đồ nó mua cái máy đó mình làm. Nhưng mà nó hư mà mình muốn dán đâu trên.
mới có được cái duyên mình bay bán. Dạ. Ờ, giá cụ quyền bà giá tam bảo có cho mình nó được đó, rồi mới cho được cái tôi mới giá gì đó rồi mới cho tôi chú này ơi, rồi tôi mới màng chú ơi màng mới được được một phần đó rồi chứ mới bán cam bán được nó lại cái chú mới đầu chưa bán nó cũng xin giá ăn cho con mà nó bán mới đầu bán chú ơi nó cũng khổ lắm, người ta không có mua, người ta nạt nộ dữ lắm chú ơi, nó chứ ta coi mình không có ấy chú ơi, là mình bán nhang ha. Ủa thấy vậy đó mà cái người biết chuyện chú không có chi mà cái người không biết đó là nói chuyện nạt nộ lắm. Dạ. Rồi cái người mà người ta lớn lớn tuổi nhiều khi ta nói chuyện nó cũng không có tâm lý. Trời ơi chỗ này đâu có ai chết đâu mà ông đem lại đi bán nhang, người phải chết vài người không mua nhang không? Dạ. Chúng ta đặt quyết xui gái hoài, tôi nói trời ơi xui gái cũng cầu trời cầu phạt cho người ta báo cánh mạnh giỏi lại nó cứu nó chết luôn mặt nó nói hài hài gì đi chứ nói gì giờ đi nó bậy bạ nó quýt mình chết à. Ngay bắt đầu quay ngang chú ơi, rồi cái lúc đó cái anh màng ăn mới được rồi lên rồi anh làm nhà tự sáng tác ra làm rồi giá con cơm cúng đi làm đấy. Là nhang này chú lấy bán lại hay là mình tự làm nha. Làm nhà luôn đó chú mới nói vòng vòng đó, cái máy nhà hư dữ lắm. À rồi rồi có cái này là mua đi bán lại nè ba, cái này là máy mình trả mà được nè, mình đếm người ta đặng mình bán kèm cái bùa này nè, nè mình làm nè đó mình bán cho người ta dễ rẻ cho người ta cúng, ai có tiền mua không có tiền ngâm cho luôn đó. À, vậy đó là không có cho ai cổ cho người ta thôi thì chứ không phải mình nói chơi à. Ừ. Theo chú mình làm này đủ mình lo gia đình không? Thì nó làm ngay nó cũng một cục mà nó cũng là đỡ. Cái tháng dịch kỳ rồi chú có bán không? Không có bán được, khổ. Lúc đó không có ai ngó mình. Lúc đó như thế đó, như cái dịch bệnh đó mình có sợ sệt gì không? Không. Không. Tôi không có sợ gì cả mà không có dính ai, dính tùm lum sớm tôi dính hai ba mặt nhiều lắm mà tôi không dính gia đình tôi. Yeah. Không có dính. Cũng trắng già nào cũng chứ mình cũng cũng dài giá đó. Giờ chú có nằm mơ thấy thầy gì không? Tôi có thấy cái đợt này cũng mà tôi niệm Phật là cái này là không có sự mơ nghe. Yeah. Không có sự mơ mà tôi niệm Phật lúc mà đêm nào tôi cũng niệm Phật, mà nếu mà 12 giờ khuya đó mà tôi ngủ nhiều khi thức giấc mà kiểu mà chưa có nằm được ngủ đó, nằm kiểu mà ngủ rồi nằm xuống niệm Phật thì lúc đó là làm như có một cái hào hoa gì mà lớn như bằng cái bóng đèn lớn lớn vậy nè, cái bắt đầu lên dòm trước mặt tôi gì nè, ở trên gì nè, tôi nằm như lâm hai lặn gì đó tôi... hào quang ha, hào quang đó dài bự vậy nè, nó là bự gì đó, là cái đó là mình không có mơ, không có nói là mình niệm Phật thôi, mình không có nói nhớ tưởng tượng là cái việc gì là cuộc sống hết, mà không biết cái đó là Quan Âm Bồ Tát đó là như thế nào muốn muốn cho một cái điều tiềm lành gì vậy đó. Dạ. Đó là mình không biết, thì cái đó là mình thấy cái đó rõ ràng. Còn cái dự đức thầy thì mình cúng giấy ở trên hoài, mình xin thầy theo phụ độ, khi mà cúng giấy đường cái đi tôi cúng giấy lắm. Cái thầy ơi giáng độ con cái giữ bụng mẹ cho con đi đường đi đứng. Dạ. Bây giờ chú cho con hỏi thêm cái này, có một số cô bác nói thầy mình không phải là gì Phật, chú nghĩ thế nào? Bảo cái người ngang nói vậy chứ không phải vậy đâu, đức thầy của mình là vị Phật à, nói vậy hầu lúc trước kia đó là thầy của mình đó, là thầy Tây An, Phật thầy Tây An ở trên núi cho nói chả nó. Dạ. Rồi sau này ông mới đổ xác mới quẩy đi rồi mới trở về là xác là của đức ông đức bà mình đó, rồi mới tạo nữa tên của đức cho xác thầy mình đó, mới bỏ mấy ba cái khổ là lúc đó là cái con giúp trình là nói rõ ràng lắm, mà sao nói vậy người tại ta chưa biết hiểu đạo mà nói vậy đó, không có đạo ha. Ồ chứ đức thầy mình đó là rõ ràng như Phật ha, đừng nói bậy tội chết luôn, tội chết rồi chết, nói cái đó là cái người khi công giáo ta không có chúng vào cái đạo mà ta không có nó nói gì khi ta nói nghe ta là Phật cái đạo mình không biết tu quyền không biết lại không biết niệm Phật không biết nói về là về cái đạo pháp đó, nói cái đó là cũng là đúng không có đúng sai, nó nói cho chú biết vậy đó à. Ít lắm như gặp những người như chú gì lắm à, đức thầy mình có tiên tri đó, sau này cái để tam thế chiến nó cũng khiếp nói với chú đó, thầy có nói mà đúng đi ra đó, chứ không phải mà tiên tri đâu. Dạ. Mà tiên tri của cái thầy là đúng luôn, là những gì là thầy có nói cái câu nào là mấy ông thấy nghe lại đồng chống thượng quan là khó. Ừ. Sau này cấm khổ
là điều thứ nhất là chết thảm vô số kể nè. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh. Có quạnh không? Mấy năm nay quạnh không? Bấy lâu nay diễn chắc chiều nay tặng việc lập trời cả là nhà. Cấp lê tứ biến chi tư ngại, dùng phép màu lập lại tưởng quá. Đến đó mình đòi không ngon rồi. Tới đó chỉ là cái thời điểm phải gần tới xúc lưu hả chú? Tới là trong không tới đâu nha em. Tới đó trong không tới đâu rồi mình sống ngày nào tới chỗ đó đi. Dạ. Mà nhưng mà dắt tôi đi rồi mình đâu xác nào cũng phải bỏ. Dạ. Nghe, xác nào ai cũng phải bỏ hết. Nhưng mà phải thay hồn. Xác lìa khỏi xác nhưng mà hồn vẫn còn. Nghe chú không phải không có đâu, đừng nói vậy người ngang nghiệp nói tao nói sao chứ đạo Phật giáo tao biết tao nói vậy. Dạ. Cho thực tế lại là cái gì Phật nói là đúng hay ra. Theo đức thầy mình tiên tri đó chú. À. Nhưng những cái gì đã có chú nói một hai cái lên cho người ta biết. Đây nói về Phật pháp của đức thầy á, là sau này đó tôi nói với chú. Mình nói ra sợ người ta nói người ta mờ đến rồi người ta làm có làm cái mình nghe. Cho thầy nói là nửa chết rồi cho thầy trở về. Trở về đó là coi như là về là cứu bệnh đó, cứu bệnh dân mình đó, trở về đi sát không có thấy vậy đó mà chờ thầy không có ở vậy đi sát cũng thầy là đi sao vậy vậy ở đi sao vậy vậy ra. Nếu mà gì đi về ông già thì mình nhận ra á. Không ra, đi sao là vậy. Đó rồi là thầy nói sau này rồi. Tôi nói chú cứu người, cứu cho cái người tu á thì sau này ông Năm Trẻ cũng xuất hiện. Đó, ông Năm Trẻ cũng xuất hiện thì coi như là 18 luôn, lửa phóng lên tùm lum tùm lá cho mà 18 hồi cũng không có được cái khẳng trái mới đức thầy kìa kìa rồi mới thâu con ông Năm Trẻ là thâu lẫn con long lên rồi ông chứ mà lên rầu nó lộng cỡ lên rầu lộng phai là con long bắt thiệt đó thầy có nói là con long bắt thiệt mà sao lại là đậu cũng có con long vậy là ai không tu là vô hầm không ha vô hầm không bả nói không tu thì người tu thì xuống ngon ngửa đầu. Người không tu thì nó hả không ra à, như cũng như chỗ khác thầy cho biết là con sông nước chảy dòng cầu ngày sau có gì sông thiết tha từng ấy mới đổi lại năm ba đến con người thú là người luôn nó chỉ là người luôn tới đó chị đó tôi nói với chú bỏ đào bây giờ hàng đào không quên rồi cái dáng này chứ không phải ai mà muốn mỗi người trời ơi chú ơi tôi mà ngăn dữ lắm chú ơi mình cũng thê thảm chú ơi có mà chú có gia đình không à mình cũng lúc đó mình có gia đình mà anh tu cũng xuống lại dạ rồi mình bán cái này bữa nay nó nghỉ chưa hay là ngày mai còn đi bữa nữa 30 mới nghỉ ha 30 bán nữa mai bán nữa rồi về ngày mai mốt mới có nghỉ dạ mỗi ngày mai nghỉ nè tôi bằng suốt hoài à tôi đau mà giờ mình yếu dám ra làm rồi con cảm ơn chú ha.